Hello, xin chào tất cả các em. Xin mời các em cùng đến với sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 7. Trong khuôn khổ bài học hôm nay, chúng ta sẽ đến với chủ đề 1, rèn luyện thói quen. Mục tiêu: nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống. Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường. Định hướng nội dung: cuộc sống của bạn có trở nên khoa học, thuận lợi hay không? Một phần là do thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Bạn được yêu mến, tôn trọng hay không là do thói quen ứng xử. Như vậy, thói quen có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mỗi người. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng học cách rèn luyện thói quen tốt, giúp phát huy điểm mạnh, từ bỏ thói quen chưa tốt để khắc phục điểm hạn chế. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động giáo dục theo chủ đề: xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và cuộc sống, tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em, tìm hiểu thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ của em khi ở gia đình và trường, rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình và nhà trường, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống, duy trì thói quen tích cực trong cuộc sống và tự đánh giá. Gợi ý lựa chọn một số nhiệm vụ có thể rèn luyện trong sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp: tham gia hoạt động chào mừng năm học mới, giữ kỷ cương trật tự và vệ sinh chung khi sinh hoạt tập thể, xây dựng và thực hiện nội quy lớp học, trao đổi và giúp nhau cùng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nhiệm vụ 1: xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và cuộc sống. 1. Chỉ ra một số điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và cuộc sống. Từ đây em cần suy nghĩ một chút và chỉ ra những cái điểm mạnh và điểm hạn chế của mình trong lĩnh vực học tập cũng như là trong cuộc sống. Gợi ý điểm mạnh có thể là biết cách giải quyết vấn đề, có khả năng thuyết trình, có năng khiếu nghệ thuật, thành thạo công nghệ thông tin, tính kỷ luật cao. Điểm hạn chế là dễ nổi nóng, thiếu bình tĩnh, giao tiếp tiếng Anh chưa tốt, ngại giao tiếp hay lo lắng thái quá, không tự tin trước đám đông. 2. Nêu điểm mạnh mà em tự hào nhất và điểm hạn chế mà em muốn khắc phục nhất. Gợi ý: thứ nhất là em hãy xác định được những điểm mạnh và điểm hạn chế của mình. Với những điểm mạnh thì trong số đó điểm nào là em tự hào nhất? Ví dụ, M tự hào về khả năng thuyết trình. Rồi, còn trong những cái điểm mà hạn chế thì mình muốn khắc phục điểm nào nhất? Ví dụ ở đây là bạn giờ mong muốn khắc phục thói quen ngủ dậy muộn. Ôi, muộn giờ rồi. 3. Chia sẻ cách em đã phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm hạn chế của bản thân. Gợi ý: điểm mạnh của bạn N là học tốt môn tiếng Anh. N quyết định sẽ rèn luyện để phát huy điểm mạnh của mình bằng cách học thêm từ mới tiếng Anh mỗi ngày, luyện phát âm và tích cực giao tiếp với người nước ngoài. Còn bạn K sẽ đặt mục tiêu khắc phục điểm hạn chế của mình là thiếu tự tin trong giao tiếp bằng cách chủ động nói chuyện với người thân, bạn bè về các vấn đề trong cuộc sống, chăm đọc sách để nâng cao kiến thức. Vậy thì em hãy xem là điểm mạnh của mình thì mình đã phát huy như thế nào và một cái điểm hạn chế của mình thì mình đã khắc phục như thế nào nhé. Nhiệm vụ số 2, tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em. 1. Chỉ ra cách em kiểm soát cảm xúc trong các tình huống sau. Tình huống 1, nghe bạn thân nói không đúng về mình. Tình huống 2, bị bố mẹ nặng lời. Tình huống 3, bị các bạn trong nhóm phản bác ý kiến khi tranh luận. Vậy đây chúng ta sẽ nêu là cách mình kiểm soát tình huống như thế nào. Em có thể tham khảo cái gợi ý như sau. Thứ nhất, với tình huống 1, em sẽ bình tĩnh nói chuyện và phân tích với bạn về hiểu lầm bạn đang nghĩ về mình. Tình huống số 2, em cần có thái độ tôn trọng bố mẹ và chia sẻ với bố mẹ về lỗi lầm của mình để bố mẹ hiểu. Và tình huống số 3, em cần có thái độ lắng nghe tích cực với các bạn và cùng tranh luận trên dựa trên thái độ tôn trọng lẫn nhau. 2. Trao đổi về các biện pháp kiểm soát cảm xúc. Gợi ý, ví dụ như là hít thở đều và tập trung vào hơi thở, lấy một cốc nước uống từng ngụm nhỏ,
Đếm 1, 2, 3, chấm chấm và tập trung vào việc đếm. Suy nghĩ về những điều tích cực, không giữ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong người. Nhiệm vụ số 3, tìm hiểu thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ của em khi ở gia đình và ở trường. 1. Chia sẻ những việc làm thể hiện sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ của em ở gia đình và ở trường. Thì ở đây chúng ta có thể chia sẻ những cái việc sau. Ví dụ như là sắp xếp tủ quần áo, lau tủ lạnh, vệ sinh bếp sạch sẽ, lau dọn nhà vệ sinh, lau cửa kính cửa sổ, quét dọn các phòng, giữ bàn học sạch sẽ để sách vở gọn gàng. Ý số 2, chỉ ra những việc làm dưới đây đã trở thành thói quen của em. Ở đây có khá là nhiều những việc làm, thì em hãy xem là trong số những việc này thì việc nào đã trở thành thói quen. Ví dụ là bày sách vở bừa bộn trên mặt bàn, thay giặt quần áo thường xuyên, vứt cặp sách lung tung mỗi khi đi học về, quy định vị trí cho mỗi đồ dùng, gấp chăn màn mỗi khi ngủ dậy, xếp tài liệu sách vở ngay ngắn, quét nhà, lau nhà mỗi ngày, đánh răng rửa mặt mỗi ngày. Điều đây trong số những cái hoạt động này sẽ có những cái thói quen gọi là thói quen tốt và những thói quen chưa tốt, thì chúng ta hãy xem là việc nào đã trở thành những thói quen của mình nhé. Phần 3, em đã thực hiện được thường xuyên những việc làm nào để rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ trong học tập và trong cuộc sống. Thì đây chúng ta hãy nêu những cái việc của mình. Ví dụ là em rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ bằng cách thường xuyên quét dọn phòng, gấp chăn gối gọn gàng, lau cửa sổ thường xuyên. Phần 4, chỉ ra ảnh hưởng của thói quen ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ đến học tập và cuộc sống của em. Ở đây chúng ta thấy rằng đây bức tranh đầu tiên là một hình ảnh góc học tập rất là bừa bộn, thiếu ngăn nắp. Cái việc mà chúng ta để góc học tập bừa bộn, thiếu ngăn nắp thì sẽ lấy mất của chúng ta rất nhiều thời gian cho việc tìm đồ, ảnh hưởng tới thời gian làm việc có ích khác. Không gian sống và học tập bừa bộn thì gây mất thiện cảm với mọi người xung quanh. Ngược lại thì cũng là góc học tập đó, nếu mà chúng ta dọn một cách gọn gàng sạch sẽ hơn thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như thời gian dọn dẹp, không gian thoải mái tạo cảm hứng cho quá trình học tập và làm việc. Nhiệm vụ số 4 là rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tại gia đình. 1. Thực hiện thường xuyên những việc làm sau để tạo thói quen ngăn nắp gọn gàng. Ví dụ trước và sau thì chúng ta loại bớt đi những cái đồ dùng không cần thiết. 2. Sáng tạo thêm không gian lưu trữ mới. 3. Phân loại và quy định vị trí cho các đồ dùng. 4. Sắp xếp các đồ dùng vào đúng vị trí và cất lại sau mỗi lần sử dụng. 2. Thực hiện thường xuyên những việc sau để tạo thói quen sạch sẽ. Hình số 1. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, thay giặt quần áo chăn màn thường xuyên. Hình số 2, lau chùi bàn ghế nhà cửa mỗi ngày. Hình số 3, rửa bát đũa cốc chén sạch sẽ ngay sau khi dùng. Hình số 4, ăn sạch, uống sạch. Bài 3, em hãy chia sẻ kết quả thực hiện những việc làm trên và những việc làm thường xuyên khác của em để tạo thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình. Từ đây em sẽ tiến hành thực hiện các cái việc làm ở trên và em có thể chia sẻ thêm những việc mà em làm thường xuyên để tạo thói quen ngăn nắp gọn gàng. Sản phẩm em có thể là đăng một cái clip này, vẽ các cái tranh vẽ hoặc là chụp lại các cái hình ảnh nhé. Nhiệm vụ số 5, rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tại trường. 1. Thực hiện những việc làm sau để tạo thói quen ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ khi học tập và sinh hoạt ở trường, như là kê bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng, đặt sách vở hộp bút gọn gàng ngay ngắn trên bàn khi dùng, xếp sách vở ngăn nắp sau mỗi lần sử dụng, xếp chăn gối gọn gàng để đúng nơi quy định nếu sinh hoạt bán trú tại trường, luôn giữ môi trường lớp học, sân trường sạch sẽ. 2. Chia sẻ cảm xúc của em khi luôn giữ được sự ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ tại trường. Vậy thì ở đây em hãy chia sẻ cảm xúc của mình. Đó là cảm xúc là mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui vẻ và mình có động lực hơn để học tập, đúng chưa nào? Nhiệm vụ số 6. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống. Để có thể phát huy được những điểm mạnh và khắc phục điểm hạn chế thì em cần, thứ nhất, duy trì những điểm mạnh của bản thân trong học tập cuộc sống và chia sẻ với bạn những cách em đã rèn luyện.
2. Lựa chọn một số điểm hạn chế của bản thân cần khắc phục trong học tập cuộc sống và lập kế hoạch để khắc phục. 3. Chia sẻ kết quả phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của em trong học tập và trong cuộc sống. Ví dụ như điểm mạnh của em là em rất là chăm chú nghe cô giáo giảng bài, thì ở đây em có thể chia sẻ cách rèn luyện với bạn. Thứ nhất là mình cần tập trung khi cô giáo đang giảng bài, mình sẽ tránh cái việc nói chuyện với bạn hoặc là ngắt quãng lời của cô dạy, và lưu ý là trong khi nghe cô giáo giảng bài thì chúng ta ghi chép cẩn thận. Thứ hai, điểm hạn chế là ví dụ chúng ta hay thức dậy muộn, thì chúng ta sẽ có một cái cách khắc phục, đó là chúng ta sẽ đi ngủ sớm này, hạn chế thức khuya và dùng đồng hồ báo thức để đánh thức. Rồi, vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta thực hành thường xuyên những cái điểm mạnh như vậy thì điểm mạnh sẽ được phát huy và những cái điểm hạn chế sẽ được khắc phục dần dần. Nhiệm vụ số 7, duy trì thói quen tích cực trong cuộc sống. 1. Lựa chọn và duy trì những thói quen tích cực. 2. Chia sẻ bài học em rút ra được từ sự hình thành và phát triển thói quen tích cực của bản thân. Ví dụ ở đây em lựa chọn một thói quen tích cực, đó là dậy sớm để tập thể dục. Thì chúng ta thấy rằng dậy sớm để tập thể dục sẽ giúp chúng ta là thứ nhất là có được một cơ thể cân đối, khỏe mạnh, phòng tránh được bệnh tật. Thứ hai là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ gia đình cũng như là chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp. Nhiệm vụ 8, tự đánh giá. 1. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động với chủ đề này. Ở đây chúng ta thấy là với chủ đề mà chúng ta, chủ đề 1 trong cái bài học hôm nay, thì chúng ta thấy thuận lợi là giúp chúng ta duy trì được những thói quen tốt, biết cách khắc phục những thói quen chưa tốt. Và cái khó khăn thực hiện là đôi khi là chúng ta vẫn còn ỷ lại vào sự nhắc nhở của bố mẹ này, chúng ta chưa được tự giác và chưa quyết tâm để thực hiện biến đổi bản thân mình. Phần 2, với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định mức độ phù hợp nhất đối với em, rất đúng, gần đúng hay chưa đúng. Thì ở đây em sau khi học bài này thì em sẽ đánh giá bản thân mình. Thứ nhất, em nhận diện được một số điểm mạnh và điểm hạn chế của bản thân trong học tập và trong cuộc sống hay chưa, rất đúng, gần đúng hay chưa đúng. Thứ hai, em rèn luyện được thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ở gia đình. Thứ ba, em rèn luyện được thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ở trường. Thứ tư, em kiểm soát được cảm xúc của mình trong một số tình huống cụ thể. Và thứ năm, em rèn luyện thói quen để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm hạn chế của bản thân. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều thông báo clip bài giảng mới trong tương lai nhé.